Sáng nay, ngày 10 tháng 4, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên sơ thẩm xét xử cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng với bị cáo Đỗ Hữu Ca, 12 bị cáo khác hầu tòa để xét xử tội mua bán hóa đơn, đưa, nhận hối lộ. Sau thời gian thẩm tra lý lịch của các bị cáo, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tiếp tục các thủ tục tố tụng khác. Trước khi phiên tòa diễn ra, nhiều cơ quan, đơn vị, nơi cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng từng công tác và sinh sống, đã có đơn gửi đến Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh xin giảm nhẹ hình phạt. Cụ thể, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã nhận được đơn của các đơn vị như Công an thành phố Hải Phòng, Hội luật gia thành phố Hải Phòng, Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện Thủy Nguyên, Hội người cao tuổi xã Kênh Giang Thủy Nguyên và nhiều tổ chức cấp thôn, xã khác có nguyện vọng xin giảm án cho bị cáo Đỗ Hữu Ca trong đơn gửi đến tòa của công an thành phố hải phòng có nội dung ông đỗ hữu ca là người đã trưởng thành và phát triển trong ngành công an thành phố hải phòng trong thời gian còn làm việc ông là người có tinh thần trách nhiệm cao với công việc lãnh đạo chỉ đạo có ý thức rèn luyện cấp dưới được cán bộ chiến sĩ quý mến trong giai đoạn ông làm giám đốc công an đơn vị công an thành phố hải phòng đã đạt được nhiều thành tích như triệt phá các băng nhóm ổ nhóm tội phạm đảm bảo an ninh trật tự được nhân dân yêu quý và tin tưởng Công an thành phố Hải Phòng liệt kê 5 huân trường, 3 huy chương và một số bằng khen của bị cáo Đỗ Hữu Ca tới cơ quan xét xử tỉnh Quảng Ninh. Từ đó công an thành phố Hải Phòng đề nghị tòa xem xét giảm trách nhiệm hình sự đối với ông Ca. Ngoài tình tiết tăng nặng phạm tội nhiều lần, ông Đỗ Hữu Ca được xem xét các tình tiết giảm nhẹ như có nhiều bằng khen, thành tích trong quá trình công tác, đặc biệt đã tự nguyện nộp lại 35 tỷ đồng nhận từ vợ chồng ông Đức. Với ủy ban mặt trận tổ quốc huyện thủy nguyên hải phòng có đơn nêu nội dung ông ca là người con của quê hương xã kinh giang xuất thân trong gia đình có truyền thống cách mạng là cán bộ công an giỏi là nỗi khiếp sợ của tội phạm ông ca đã có trách nhiệm tình cảm với địa phương và có nhiều đóng góp khác cho huyện thủy nguyên từ những đóng góp công hiến của ông đỗ hữu ca với sự phát triển chung của huyện thể theo nguyện vọng của nhân dân ban thường vụ ủy ban mặt trận tổ quốc huyện thủy nguyên kính đề nghị toán nhân dân tối cao tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với ông đỗ hữu ca đơn của ủy ban mặt trận tổ quốc huyện thủy nguyên nêu khi nhận được đơn và các yếu tố được giảm nhẹ tòa sẽ xem xét nếu có căn cứ sẽ vận dụng